bạn là một người yêu thích thời trang, thích sự nhỏ gọn và tinh tế, bạn muốn chọn cho mình một chiếc xe tay ga trong tầm giá từ 20 triệu đổ lại. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chiếc xe tay ga Neo Sima S đời 2019 với những tính năng ưu việt mà bạn không thể bỏ lỡ. Xe tay ga Neo Sima sang trọng thời trang, toàn thân xe được đập đổi thương hiệu Neo Sima nổi bật. Đầu xe được mạ chrome, nhiều chi tiết giúp xe sang chảnh hơn. Phần đầu xe phía trước thanh lịch với những khung có gờ, nữ tính và sang trọng. Vespa Neo Sima S 2019 được trang bị động cơ 1200W cực êm ái kết hợp với bộ điều khiển cao cấp nâng cao hiệu suất sử dụng xe. Với 5 ắc quy 20A 60V, Vespa Neo Sima S có thể chạy với vận tốc tối đa 50 km/h và quãng đường đi được lên đến 80 km một lần sạc. Xe có khả năng tăng tốc nhanh, chạy khỏe, leo dốc tốt và tải trọng nặng mà không hề bị ì máy. Xe được trang bị đèn xe tròn kiểu dáng cổ điển cho ánh sáng trắng và vùng chiếu sáng rộng hơn. Mặt đồng hồ cơ kết hợp điện tử hiển thị đầy đủ các thông số về vận tốc, quãng đường, lượng pin dễ theo dõi. Tay lái mềm mại với hệ thống nút bấm chức năng dễ điều khiển. Các trang bị tiện lợi trên xe máy điện Vespa Neo Sima S đó là hệ thống phanh xe thép cao cấp, giảm sóc đầu trước và giảm sóc hơi sau, cho tải trọng xe lên đến 180 km. Khung xe chắc chắn, không có hiện tượng rung lắc khi xe đi với vận tốc cao hay tải trọng nặng. Vespa Neo Sima S sở hữu phanh đĩa trước và phanh cơ sau an toàn. Lốp không xăm kích thước lớn, tăng khả năng bám đường và bền bỉ hơn. Đặc biệt, xe điện Vespa Neo Sima S được trang bị càng sau nhôm nguyên khối cực bền, khác biệt với các dòng xe khác trên thị trường. Với những tính năng ưu việt mà chiếc xe Neo Sima S đời 2019 mang lại, chắc hẳn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn trong thời gian tới. Còn bây giờ, video xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Bảo Nam Xe.com để nhận những thông tin hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại!